thằng mày. Tao bảo mày không nghe hả? Tao bảo là không được chơi với bọn nhà nghèo đấy cơ mà. Mà trên tay mày đang ăn cái gì đấy? Cái này có phải giống cho người ăn không? Cái này là cho lợn đâu mà. Đi về. Bác ơi, từ từ đã. Sao thế hả bác? Ai cho các cháu sang nhà bác chơi đấy? Bọn cháu sang chơi với bạn Lúa. Chơi cái gì mà chơi? Bạn mới về, cái gì? Thằng Lúa ấy, con nhà bác ấy là con nhà giàu, còn các cháu ấy là con nhà nghèo. Vậy bác không cho bạn Lúa chơi với các cháu đâu. Các cháu đi về đi. Đi. Chị Vượng ơi. Chị Vượng. Ai gọi mẹ hay sao ấy? Chị Vượng ơi. Chị Vượng. Đúng rồi mẹ ạ. Đây, con cầm hộ mẹ cái này nhá. Để vâng mẹ chạy ra ngoài xem như nào nhá. Vâng ạ. Mẹ tao đi rồi chú mày ơi. Xem mẹ tao mua cái gì nào. Mẹ mày mua cái gì ấy? Mẹ tao mua xúc xích này. Toàn hê. Tao cho mỗi đứa một cái này. Nhưng mà tao sợ mẹ mày chửi lắm. Đúng rồi. Tao cho mà. À xin. Xúc xích này toàn hê. To chứ. Tao ăn nhiều rồi. Chắc là ngon lắm đấy. Ngon mà. Thôi chúng mày ăn đi. Đừng nói nhiều nữa. Tao cảm ơn mày nhá. Ừ. Mày đúng là bạn tốt của tao. Tao không là bạn tốt của mày thì ai là bạn tốt của mày nữa. Ăn đi. Ok. Đây, tao bóp cho. À, mày bóp được rồi. Bỏ đi. Ăn đi. Ngon không? Có. Có. Ngon rồi đấy. Nhà mày giàu xuống thật đấy. Có xúc xích to để ăn. Cái này á, ngày nào tao chả ăn. Không cho em ăn, đuổi chúng em về. Xong còn chửi chúng em là con nhà nghèo. Đúng rồi chị ạ. Thế á? Vâng. Sao bác ấy lại làm như thế được nhở? Thôi, hai đứa ngồi xuống đây. Vâng. Chị bảo, bác ấy là nhà bác ấy giàu, nên là bác không cho thằng Lúa chơi với hai đứa, nên là không có gì phải buồn nữa chưa? Vâng ạ. Thế hai đứa đi chơi về có đói không? Bọn em có ạ. Đây, chị có mua khoai này, hai đứa ăn đi. Dạ ăn khoai hả chị? Ngày nào em cũng ăn khoai, em ngán lắm rồi, em muốn ăn xúc xích cơ. Hai đứa không được đòi hỏi, từ lúc bố mẹ mất, chị đã phải nuôi hai đứa, vất vả lắm rồi.
nên là có gì ăn đấy, nhớ chưa? Vâng ạ. Thôi hai đứa ăn đi. Chị cũng ăn luôn. Đấy ăn đi, nhớ chưa? Chị ơi, bao giờ nhà mình mới giàu? Em muốn giàu ấy, các em phải học thật giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời chị, nhớ chưa? Vâng ạ. Sau này lớn lên kiếm nhiều tiền mới giàu được. Mày học hành cho cẩn thận nhá, không sau này lại nghèo như mấy cái thằng bạn của mày. 4 x 2 = 8. Không được, mẹ mình làm như thế là sai rồi. Mình cảm thấy có lỗi với thằng Bảo, thằng ngô quá. Mình phải đi xin lỗi hai bọn nó mới được. Hai đứa làm xong bài tập chưa? Rồi ạ. Nhớ làm đầy đủ nồi nộp cho cô nhá. Vâng ạ. Em chào chị Phương ạ. Ô, Lúa à, em sang nhà chị chơi à? Em sang đây để xin lỗi Tiểu Bảo với cả Ngô ạ. Mà em xin lỗi cái gì? Tiểu Bảo ơi, Ngô ơi, cho tao xin lỗi chúng mày nhá. Vừa nãy mẹ tao hơi quá lời với chúng mày. Không sao đâu, bọn tao không nghĩ gì đâu mà. Thôi không sao Lúa ạ, em không phải xin lỗi đâu. Chị Tiểu Bảo với lại Ngô không nghi ngờ gì, nên là em cũng không phải nghĩ gì đâu nhá. Vâng ạ. Mà em có ăn khoai không? Nhà chị chỉ có khoai thôi. Em ăn thì ngồi ra đây. Em có ạ. Ờ, này ăn đi. Nó lại chạy đi đâu mất à? Hay là nó lại chạy sang nhà hai cái thằng nhà nghèo kia rồi? Để mình đi xem lại. Có ngon không Lúa ơi? Có. Tức thích ngon hơn nhờ Lúa nhờ. Ừ. Ngon thì ăn nhiều vào nhá Lúa nhá. Vâng ạ. Ăn đi. Cái thằng này, tao bảo mày không nghe hả? Tao bảo là không được chơi với bọn nhà nghèo này cơ mà. Mà trên tay mày đang ăn cái gì đấy? Cái này có phải giống cho người ăn không? Cái này là cho lợn đâu mà. Đi về. Bác ơi từ từ đã, sao thế hả bác? Cháu là chị gái của hai thằng này à? Dạ vâng ạ. Lần sau ấy, cháu không được cho hai thằng em cháu đi sang nhà bác chơi nhá. Vì nhà cháu ấy không đủ đẳng cấp để chơi với nhà bác đâu. Vì nhà bác là nhà giàu, các cháu là nhà nghèo. Hiểu chưa? Chúng nó là bạn bè thì nó chơi với nhau bình thường mà bác, quan trọng gì giàu nghèo à? Sao lại không quan trọng? Người giàu không thể chơi được với người nghèo, chẳng được cái gì cả chơi với người nghèo ấy. Đi về. Các em quay lại ăn đi. Mà chị bảo nhá, em thấy chưa, nghèo nó khổ thế đấy. Bác ấy còn khinh thường mình đến thế cơ mà. Thế nên ấy, các em phải chăm chỉ, không được lười biếng, ngoan ngoãn nghe lời chị, không được đòi hỏi, để sau này lớn lên ấy kiếm thật nhiều tiền, xong rồi giàu, không được nghèo, nhớ chưa? Vâng ạ. Nghèo là xã hội nó khinh, hiểu chưa? Vâng. Ăn đi. Vâng.